khuya quá không có gì ăn, nướng đỡ mực xong dầm nước mắm ăn với mì tôm, à lộn, ăn với xì dầu nha bạn, cắt dưa leo bỏ vô nó trộn ăn hơi bị ngon bạn. Giờ mình nướng nha bạn. Hello, xin chào cô dì chú bác và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay cùng mình là làm món khô mực trộn gỏi rau sống nha. Đặc biệt món này chưa ai làm, mình sẽ thử thách mình làm nha bạn. Rồi bây giờ là cùng mình làm nha. Rau sống nha bạn. Ok nha bạn. Khô mực khô nha bạn, đó, bỏ lên. Đó, bỏ lên. Nước chấm là nước tương nha bạn, nước tương. Rồi giờ là lấy đũa trộn lên thôi, rồi cùng mình sơ với cơm với bạn. Bây giờ lấy đũa bắt đầu mình trộn với bạn. Đũa nha bạn, trộn lên nha bạn, trộn lên cái đều nha bạn. Đó, cho thấm gia vị. Món gỏi lộn rau sống bắp gỏi khô mực bắp gỏi rau sống vô mày. Đó, trộn đều lên. Thế cũng xong nha, cùng mình sơ nha bạn. Giờ mình xuống làm miếng cơm nữa là lên là lận bài nha bạn. Ok nha bạn, món cũng đã xong nha bạn. Đó là khô mực trộn gỏi nhưng mà trộn với rau sống nha bạn, rất ngon nha bạn. Ăn với cơm trắng với lại canh xương hầm với bầu như vậy, kèm hai cục đậu hũ dùng thịt như vậy. Thôi mời các bạn cùng ăn với mình nha, để mình thử miếng gỏi bớt cái mực khô mực ngon như vậy. Mời các bạn nha. Ngon hả? Vâng ạ. Mình khô à, ngon mà. Bánh cơm. Và bạn nha. Đúng rồi. Quá ngon à. Đừng có không ngon ai rồi ngon mà. Hết phải ngon rồi. Xương nó ra nước nó ngọt mà. Rồi mày cục tàu hủ nha, rồi cái gì mà rồi bạn. Hết hai con rồi vậy. Mới được hả? Ngon. Ngon bạn.
Mình tay nha bạn. Quá đã nha. Các bạn cục thịt xương nạc nha bạn. Đó. Xương mà có cái xương non mà ăn đã nè. Đã ngon. Chân cái tuyệt vời. Mực khô bạn, nó ngọt mà. Ăn đúng cái nắng. Thực bạn đã mà. Quá ngọt à. Mà khô nhai mỗi miệng mà. Nhà mỗi miệng mình nghiến răng của bạn. Quá hảo. Quá đạt. Mở miệng của bà. Mỗi lần ăn khô mở miệng lắm. Khó chịu. Dễ mang ăn hết rồi. Thấy mật không như ít ớt đâu mà.
đường non nha, sực 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 đã nè. Làm miếng đậu hũ nha. Quá ngon rồi. Không ngon không có cười mà. Ngon mà, ngon. Ngon mà. Mình ăn khô mực, mà khô á. Mình chọn nha, nổi răng, mở miệng luôn. Mực khô rất ngon mà. Nhưng mà khô mỗi lần quá mà. Màu quá màu.
hết Sài Gòn mãi bạn. Ok rồi. Sẵn các bạn. Thì còn lại nước tương với lại hành tây các bạn. Giờ mình ăn này chết các bạn. Quá đã. Các bạn làm thử ăn ngon mà. Không ngon không lấy tiền nữa. Nhà mỗi mình mà quá ngon mà. Cán bộ mà. Thôi, nói chung là món khô mực trộn gỏi bằng đậu sống là cũng đã hết nha bạn. Ăn kèm với cái canh với lại cơm trắng với xì dầu là cũng hết nha bạn. Thôi ba, video của mình xin kết thúc tại đây nha. Mọi người thấy hay cho mình xin một like, chia sẻ một đăng ký kênh nha. Để nhớ bình luận góp ý mình coi cũng làm món gì. Mấy bạn thích thì mấy bạn cứ bình luận ở dưới nhé, mà mình có thể làm, mình sẽ làm, mình mời các bạn cùng ăn với mình nha. Ba, hẹn gặp lại các bạn trong những video khác nha.